A princess? Shut up! Vô đoan chọc bên xong đi rồi vô say hả? Sao em bực bội? Ok, ok. Em biết hip hop never die đúng không? Ừ. Nói gì tào lao hả? Là sao? Because you em never saw. Thật sao? Love you baby. Hôm em đi. Dạ, tôi thấy kìa. Hôm em đi. Không hả? Chết hả? Quay quay order cái này nè, vô vô anh từ ít ốc nhưng mà vô anh phải order cái gì chị đọc đi, xoan đi qua cái nào trước hết gì cũng được. Cái gì cũng được, ý thiên đây hết 25 flavor này, trời ơi cái gì cũng được, ai order một hồi một đống luôn rồi ăn làm sao mà hết. Khoai hào là chỉ có 119 ngàn rồi. Wow Vy ơi, nhiều lắm. Ai thối vô order mà vô không order thì bây giờ Vy order hết luôn. Xạo, I told you twice. Xạo hơn, mắt bây giờ. Vy, it looks like you. What do you mean look like me? Anh nổ quá. Ví dụ quá. Mày order hết đi, bây giờ ăn hết đi, ngon được kìa. Không sao. Vô thô vô trả tiền. Mà ngon nữa. Ừ, vô trả tiền đi. Ok. Tôi là mình đâu, đâu quá đi thôi. Đi mua skincare. Đừng để là rơi. Make up ai mua là vô không có lấy của mình vô xài nha Dũng. Trên lần ba. Đi rồi. Cái này là cái gì? Vô đi hay vô hỏi vậy? Sô-cô-la nè, ăn đi ba. Cái này là Hoa Han Rim. Chocolate mà. Chocolate ăn nha, ủa mình thôi vô ăn nha. Em ngon như matcha nè, matcha. Trời ơi trời, nãy giờ mua có 2 cái luôn, 3 cái luôn. Nó không mất rồi. Em bảo đang giờ là đen nữa. Mua một tên ngọt với lại giảm giá discount 80%. Sao Dũng? Giới rồi, ăn sáng. Ăn sáng vô bị khùng hả, vô ăn sáng đi. Gì hết. Anh không nói điều đâu vì từng câu hứa anh đã nói rằng mình yêu nhau. Ôi mời tôi. Cái gì ô mày tới? Sao em thấy xoài? Chưa không có xây hành động cho Amy. In here đây cho test mà nó line on the shop không có test được. Ý bên here cái nó test qua test on the shop xưng có mệt ok. Trời put in your hair. You be khùng hả? Put in here here. Đi rồi. Em trả đi. Ô, vô trả quá mi. Không, sao? Hết tiền hả? Ừ. Ok, chia tay xa nhau. Vy ơi, magic trick. What magic? Magic trick for TikTok. Stand around here. I'll make this egg. I'll make this egg go inside this bottle. How do you know? Làm sao biết? I've seen someone do it, ready? 1, 2, 3. Look inside. Sorry, babe. Sorry, you gọi đợi chứng đâu? Kết phong đi đợi chứng. Không biết. Nhanh lên. Tại đây. What? Ở chứng chưa xây bút bên kia nè, vô xây nè, không? Vô cho mi xem rồi ghen tay. Không. Nhanh lên. Không. Ây, ây, ây. Ai? Oh, my hat. Em đang làm gì đó hả? Làm gì đó hả? Vô quá, vô mua cái gì mà vô mua linh tinh quá trời quá đất rồi. Vô để đây nè, vô không dọn, vô để cho mi dọn. Em mua trên Lazada. Em tay đẹp mà rẻ quá. Thôi mệt quá cha nội ơi, đẹp mà rẻ. Nhưng mà vô mua thì vô dọn đi, vô để đó vô không dọn. Nhà cửa chặt chội không có chỗ để. Trời ơi em thèm ram hoài. Gàm gàm không có đặt cho bể đầu luôn. Bây giờ cầm gàm. Cái gì nữa vậy vậy? Mua gì nữa vậy? Chung theo nè. Không đi ra coi đi. Mệt chết. Thấy không? Tao nghe chuông là tao biết mua gì nữa rồi đó. Còn ba của anh. Ừ, phải không? Nè. Nè, tao mở ra có. Là tao đuổi khỏi nhà luôn.
Phải không hả? Phải không hả? Nhưng mà Mi Mối này mít cấp mà. Với lại hả, nhân dịp Lazada 9 tuổi hả, birthday á, cho nên hả, sale từ ngày 27 tới ngày 9 tháng 3. Mi mua xài chứ bộ, đang sale mà rẻ. Ok, em mua đưa đi. Em nổ lẽ của anh. Gì? You know lẽ. You bị khùng hả, nói lệ, I cut nail for you, nói lệ. Nói gì nói tào lao, hồi tao cắt cho máu nó ra luôn bây giờ, nó lệ. Xàm là giỏi hả? Du xàm quá Dũng ơi. Du là the one xàm hả, number one luôn á. Du xàm cái gì đâu mà Dũng nói hoài, cái gì Dũng cũng nói hết trơn á. Mệt muốn chết luôn à. Muốn yên ổn cũng được á. Love you baby. Vậy vui lắm ham á. Cái đầu ba ơi ba, cái đầu của con gì nè, ba quậy gì nè. Họ cũng đâm ba cho bà nữa, cho bà vừa á. Em xin lỗi em, em xin lỗi. 1, 2, 3, let's go. Yes, please. Don't worry. Mà hôm nay quay hoài. Nấu mất 2 ba còn hơn là 200 trẻ nữa chứ, nó nấu cho ăn rồi mà còn lễ thỉnh nữa. Em nói xem. Vy ơi. Nói đi. Dũng ơi, nói đi. Vy ơi. Nói đi. Hoài luôn. Nói đi. Mẹ.